Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Tờ Financial Times cho biết hơn 220 binh sĩ Nga đã đầu hàng Ukraine thông qua đường dây nóng. Ông Vitaly Matvienko, người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine về tù nhân chiến tranh, dự án Tôi muốn sống, dành cho một người lính Nga đã đầu hàng quân đội Ukraine cho biết. Trung úy Nga Danil Anfiorov đã đến được trung tâm Kiev Trước đó, Trung úy Nga 27 tuổi thừa nhận anh ta đã tự nguyện đầu hàng. Tờ báo này nói rằng đường dây nóng cho đến nay đã nhận được hơn 26.000 cuộc gọi qua điện thoại và chatbot. Trang web này đã bị chặn ở Nga vài ngày sau khi ra mắt, nhưng được cho là vẫn có thể truy cập được thông qua các dịch vụ ẩn địa chỉ internet của người dùng. Không phải mọi nỗ lực của Ukraine đều thành công, nhưng việc sử dụng đường dây nóng đã mang lại kết quả tốt. Được biết, từ tháng 9 năm 2022, mỗi tuần có khoảng 3 binh sĩ Nga bị bắt và đầu hàng. Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một nguồn tin ẩn danh nói rằng Tới thời điểm đó, hơn 10.000 quân nhân Ukraine đã chọn mạng sống và sử dụng tần số radio đặc biệt 149.200 Volga để đầu hàng. Những tù binh được cho ăn và cung cấp mọi dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết. Nguồn tin này cho biết tần số Volga được phát sóng theo mọi hướng của tiền tuyến trong khu vực kế hoạch quân sự. Tần số 149.200 có thể được truy cập bằng mọi đài phát thanh kỹ thuật số và được phía Nga lập ra để quân nhân Ukraine thông báo ý định đầu hàng. Quân đội Nga qua đó có thể xác định vị trí và bắt giữ người ra hàng một cách an toàn. Dự án này đi vào hoạt động từ giữa mùa hè năm 2023. Trong khi đó, vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành xác lệnh cho phép cấp quốc tịch cho những người nước ngoài tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Xác lệnh ban hành ngày 4 tháng 1 của ông Putin nêu rõ, những công dân ngoại quốc đã ký hợp đồng tham chiến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở nước láng giềng có thể xin cấp hộ chiếu Nga cho bản thân cũng như cha mẹ, bạn đời và con cái của họ. Những người này sẽ phải cung cấp các giấy tờ chứng minh họ đã đăng ký làm việc cho chiến dịch của Moscow tối thiểu một năm. Các đối tượng đủ điều kiện gồm cả những người đã ký hợp đồng với lực lượng vũ trang chính quy Nga lẫn các đội quân khác. Điều kiện có thể áp dụng đối với những tập đoàn quân sự tư nhân như Wagner. Theo Reuters, quyết định trên dường như nhằm mục đích tạo thêm động lực cho người nước ngoài có kinh nghiệm quân sự nộp đơn xin gia nhập hàng ngũ Nga. Cho đến nay, Moscow chưa từng công khai dữ liệu thống kê số lượng người nước ngoài chiến đấu cho họ ở Ukraine. Quân đội Ukraine lần đầu triển khai tên lửa Atak-MS trong các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Nga từ giữa tháng 10 năm 2023. Cho tới nay, xung đột giữa Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhiều câu hỏi đặt ra rằng liệu Ukraine có sử dụng tên lửa tầm xa đáp trả các cuộc tấn công trong tương lai. Theo đó, mọi sự chú ý đều tập trung vào kho dự trữ ATAC-MS đã hết hạn của Mỹ. Daniel Vry, cựu cố vấn đặc biệt của Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaludny nói với Newsweek rằng việc hết hạn không phải là vấn đề, những tên lửa này có thể được chuyển tới Ukraine và được sử dụng hiệu quả để chống lại các cuộc tấn công của nga. trong khi đó, trung tướng về hưu Ben Hodges, cựu tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu nhận định, mặc dù thời hạn sử dụng của tên lửa là quan trọng, nhưng chúng vẫn có thể được sử dụng nhiều năm sau ngày hết hạn. Fabian Hin, chuyên gia phân tích quốc phòng và quân sự ở Trung Đông, viện nghiên cứu chiến lược quốc tế chỉ ra tầm quan trọng của tên lửa là việc giữ động cơ của nó ở tình trạng tốt. Ông cho rằng thời hạn sử dụng của ATAC MS có thể dài hơn nhiều so với thời gian mà nhà sản xuất công bố. Vừa qua, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 1, Chúng tôi đã trao cho Ukraine gói hỗ trợ an ninh cuối cùng khi còn đủ kinh phí để thực hiện. Chúng tôi cần phải được quốc hội đồng ý để tiếp tục thực hiện điều này. Khi được hỏi trong trường hợp không có thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và quốc hội khiến nguồn viện trợ cho Ukraine cạn kiệt, dẫn đến phải dừng vận chuyển vũ khí, ông Kirby thừa nhận họ sẽ phải làm như vậy. Ông Kirby nói, Tổng thống đã ký duyệt gói hỗ trợ an ninh cuối cùng mà chúng tôi được ủy quyền. Chúng tôi cần họ duyệt bổ sung để cung cấp thêm hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Ông cho biết, mỗi gói hỗ trợ được chúng tôi đưa ra giờ sẽ luôn có độ trễ vài ngày, thậm chí vài tuần. Những gì được ký duyệt ngày 27 tháng 12 năm 2023 vẫn chưa được chuyển đến Ukraine, chúng sẽ tới nơi trong vài tuần tới. Tuy nhiên, nếu không có nguồn tài trợ bổ sung sau đó, sẽ không có chiếc túi thần kỳ nào để cố lấy hỗ trợ cho Ukraine. Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong cuộc họp báo thường kỳ nói rằng mức tài trợ quân sự của Washington cho Ukraine có thể sẽ giảm. Ông Miller khẳng định Washington luôn tìm cách để Ukraine có khả năng tự vệ và cuối cùng là trở thành một quốc gia độc lập. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Chúng tôi luôn khẳng định mong muốn Ukraine trở thành một quốc gia độc lập. Điều đó có nghĩa là nước này cuối cùng phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. Ông cũng khẳng định Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhưng Mueller cảnh báo nguồn tài trợ quân sự cho Kiev sẽ không còn giống như vào năm 2022 và năm 2023 mà sẽ cạn kiệt vào một thời điểm nào đó. Ông cho biết Washington cần có một gói tài trợ mới cho Kiev nhấn mạnh việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tài trợ bổ sung cho Kiev là quan trọng và cấp bách. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video clip ghi cảnh nhóm trinh sát Nga đang tác chiến, chỉ thị mục tiêu cho máy bay cường kích trong khuôn khổ kế hoạch quân sự của nước này tại Ukraine. Trong clip, các quân nhân trong nhóm trinh sát Nga được trang bị súng AK-74, có khẩu gắn ống giảm thanh, đi trong rừng để tìm kiếm mục tiêu. Sau đó nhóm này sử dụng UAV trinh sát để định vị khu vực công sự của lính Ukraine rồi gửi thông tin về vị trí cho phi công máy bay cường kích Su-25. Sau đó, Su-25 cất cánh và dội hỏa lực xuống tiền đồn Ukraine. Bình sĩ Nga cho biết, thường thì họ sẽ sử dụng UAV cảm tử FPV góc nhìn thứ nhất để giải quyết mục tiêu với độ thành công rất lớn. Nhưng họ cũng định vị mục tiêu và hỗ trợ cho lực lượng không quân tác chiến cụ thể họ sẽ dùng uav trinh sát và một số công cụ để trinh sát một khu vực nào đó rồi cung cấp thông tin cho máy bay tác chiến theo đài sputnik nga việc nga chế tạo drone góc nhìn thứ nhất fpv ban đầu chỉ được biết đến là những dự án cá nhân song loại vũ khí này thực sự đã trở thành công cụ đáng gờm trong các hoạt động chiến đấu trên không nghiên cứu chụp ảnh quay phim lập bản đồ tác chiến luôn đi đầu với những công nghệ tiên tiến, quân đội Nga đã tận dụng khả năng của drone FPV và tích hợp chúng vào các hoạt động trinh sát và giám sát một cách hiệu quả. Giới quan sát lưu ý việc quân đội Nga tích hợp drone FPV đã thể hiện sự thay đổi chiến lược hướng tới chiến thuật tác chiến hiện đại hóa, nêu bật khả năng thu thập dữ liệu chiến trường theo thời gian thực, cải thiện nhận thức tình huống và lợi thế chiến thuật khi làm nhiệm vụ. Những chiếc drone này được trang bị camera độ phân giải cao và hệ thống định vị tiên tiến, cung cấp các phân tích sâu sắc cho phép quân đội quan sát và quét các cảnh quan rộng lớn một cách hiệu quả. Khi Nga tăng cường nâng cao năng lực của drone, công nghệ cải tiến từ những chiếc drone FPV cấp quân sự này đã mang lại những thành công to lớn trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Giới chuyên gia đã đánh giá các thuộc tính độc đáo, khả năng hoạt động và cải tiến của drone FPV của Nga, đặc biệt là những loại quân đội Nga phát triển. Các chuyên gia chỉ ra rằng các mẫu drone FPV vượt trội cả về tốc độ, khả năng cơ động và công các mục tiêu di động. Trong đó, Hortensia là drone FPV đầu tiên được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ chiến đấu, bao gồm thu thập thông tin tình báo và vận chuyển hàng hóa. Loại drone này do phòng thiết kế Hortensia ở Saint Petersburg phát triển và được triển khai với số lượng lớn tới tiền tuyến vào tháng 11 năm 2023. Có 3 mẫu Hortensia, mỗi mẫu có thông số kỹ thuật riêng. Trong đó, Hortensia 7 nổi bật với công nghệ chụp ảnh nhiệt và phiên bản nâng cấp cho phép binh sĩ thực hiện các hoạt động tác chiến về đêm. Loại drone này cũng được thiết kế để vô hiệu hóa đường hầm, các phương tiện bọc thép hạng nhẹ và hạng nặng của đối phương. Theo nhà sản xuất, Hortensia cũng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ cả ban ngày lẫn ban đêm với độ chính xác cao trong việc khai thác và ném bom từ xa. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, các phi công đã sử dụng động tác cơ động đặc biệt để vừa tăng tầm bay của tên lửa, vừa tránh hệ thống phòng không của đối phương. Bên cạnh đó, cục thiết kế cơ khí và quang học Astron Nga vừa qua lần đầu tiên giới thiệu một hệ thống trinh sát tấn công không người lái UAV mới, hệ thống có tên Granat và đang trải qua quá trình thử nghiệm. Granat được thiết kế để tiến hành trinh sát ở những địa hình phức tạp và khu đô thị, nơi lính trinh sát có thể gặp khó khăn hoặc rủi ro. Hệ thống này bao gồm một UAV trinh sát, một trạm điều khiển mặt đất và một máy bay không người lái drone chuyển tiếp, đóng vai trò trung gian truyền tín hiệu đến trạm điều khiển. Việc bổ sung drone chuyển tiếp giúp tăng phạm vi hoạt động của UAV trinh sát. Nhờ đó, UAV ít phụ thuộc hơn vào phạm vi tín hiệu của trạm điều khiển. Ngoài ra, drone chuyển tiếp có thể được sử dụng để truyền thông tin đến các máy bay không người lái cảm tử, từ đó hoạt động dựa trên dữ liệu mà UAV trinh sát thu được. Thành phần tấn công của hệ thống Granat bao gồm một số loại đạn, kể cả đạn phân mảnh và đạn chống tăng có sức nổ cao. Theo tuyên bố của đại diện Astron được truyền thông Nga đưa tin, Granat được thiết kế để thực hiện trinh sát trên không và tìm kiếm mục tiêu cũng như dẫn đường cho drone chiến đấu đến các mục tiêu được phát hiện. Granat không phải là hệ thống UAV duy nhất do công ty Astron phát triển. Phòng thiết kế của công ty đã phát triển UAV tấn công về cơ bản hoạt động như một máy bay ném bom không người lái và có khả năng phóng tên lửa chống tăng PG7VL với mục tiêu đã định. Trước đó, Astron bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống trinh sát tầm xa Propost 4T và máy bay không người lái được trang bị camera quang ảnh nhiệt để phát hiện con người và phương tiện cơ giới của đối phương.